Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Anh đến từ trường âm nhạc Adam Music. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề mà có rất nhiều bạn khi tham gia học tại Adam thắc mắc cũng như quan tâm. Đó là chủ đề về giọng whistle. Vậy giọng whistle là loại giọng gì? Whistle là loại giọng cao nhất hay là ngưỡng giọng cao nhất mà con người chúng ta có thể hát được. Tạo ra bằng cơ chế là chúng ta sẽ đóng hai mép dây thanh lại, tạo ra một khoảng không đủ hẹp cho âm thanh thoát ra bên ngoài. Mình nói như vậy thì có vẻ là nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà chúng ta sẽ tưởng tượng một cái hành động đơn giản hơn. Đó là khi mà có gió lùa qua và chúng ta đang làm động tác là đóng cửa sổ lại. Thì khi chúng ta càng đóng kín cửa sổ, âm thanh luồn vô trong sẽ nghe càng rít lên. Thì đó là cơ chế của giọng whistle. Mình sẽ nói cụ thể hơn về cơ chế hoạt động của whistle cho chúng ta dễ hình dung ha. Thì whistle sẽ có cơ chế phát ra âm thanh giống như là falsetto, nhưng nó lại có cơ chế khuếch đại âm thanh, hay chúng ta còn gọi là cộng hưởng âm thanh, như là head voice. Tức là khi chúng ta chỉ đơn thuần cho hơi phát ra từ hai mép dây thanh như thế này, thì đó là falsetto. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu nén hơi, đẩy lực và cho âm thanh tạo cộng hưởng như head voice thì nó sẽ là whistle, và âm thanh phát ra sẽ như thế này. Đó là cơ chế cụ thể của whistle. Vậy làm sao để chúng ta có thể luyện tập được giọng whistle? Đối với riêng bản thân mình, để luyện tập giọng whistle thì mình có 3 bước. Bước đầu tiên là sẽ làm cho giọng của mình trở nên linh hoạt khi có hơi đi qua dây thanh, bằng cách là tạo vocal fry. Vocal fry có nghĩa là chúng ta sẽ tạo những cái âm thanh như thế này. Đó là âm thanh của vocal fry. Khi chúng ta đã tập quen với vocal fry rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua bước thứ hai, đó là tập hát những chữ A, O trên falsetto. Thì chúng ta sẽ tập hát như thế này. Chúng ta sẽ nảy những cái nốt lên ha. Sau khi các bạn đã tập quen nảy nốt A, O ở trên falsetto rồi, chúng ta sẽ chuyển qua bước là hát những câu hát ở trên falsetto. Thì mình sẽ hát một câu trong bài hát Chỉ Vì Quá Yêu của nhạc sĩ Trường Lê ha. Chỉ vì là tôi yêu quá, thế thôi, chỉ có chút thi vị gì với một ai khác. Sau đó cố gắng xem như mình chưa từng quen nhau. Đó là bước thứ hai. Sau khi chúng ta đã thực hiện thuần thục hai bước rồi, chúng ta sẽ chuyển qua bước thứ ba. Đó là chúng ta sẽ tập cho âm thanh hướng đẩy ra phía trước, phía trên đỉnh đầu và phía trước. Tức là chúng ta sẽ tạo bằng cách là nén hơi như việc ca hát bình thường, rồi sau đó phóng âm thanh ra vị trí phía trên đỉnh đầu và phía trước như thế này. Mình đang tạo bằng falsetto ha. Mình bắt đầu nén hơi, đẩy lực và phóng lên phía trước. Lúc này chúng ta sẽ tạo được whistle. Đó là bước thứ ba. Vậy whistle có hại cho giọng hát hay không? Đây là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều bạn. Mình xin trả lời như thế này ha. Whistle thật sự sẽ không có hại cho giọng hát nếu như bạn luyện tập đúng cách và luyện từ từ. Nhưng nếu như bạn lạm dụng whistle quá nhiều thì sẽ gây hại cho giọng hát. Bởi vì như chúng ta đã biết là cơ chế của whistle sẽ là cơ chế làm cho hai dây thanh không khép lại hoàn toàn mà tạo ra khe hẹp để âm thanh có thể thoát ra bên ngoài. Vậy nếu như chúng ta lạm dụng quá nhiều whistle thì đến một mức nào đó hai dây thanh của chúng ta sẽ không thể khép kín lại được nữa, và giữa hai dây thanh sẽ tạo nên những hạch thanh quản. Điều này thì không hề có một chút lợi ích nào đối với thanh quản của chúng ta, nên các bạn hãy giữ gìn và các bạn hãy phân bổ một cách hợp lý nếu sử dụng loại giọng này và luyện tập nó nhé. Vừa rồi là chia sẻ của mình về giọng whistle. Hy vọng video này có thể hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu về loại giọng này. Nếu các bạn muốn tìm kiếm thêm các video khác như luyện thanh nè, hoặc là các video về lĩnh vực âm nhạc, các bạn có thể theo dõi trên kênh Trường Âm Nhạc Adam Music. Nếu các bạn muốn theo dõi các video mới nhất, các bạn có thể bấm subscribe, bấm chuông theo dõi. Mình là Bảo Anh đến từ Trường Âm Nhạc Adam Music.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.